Thưa quý vị, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương điều chỉnh bảng giá đất cũ. Theo đó, giá đất tại nhiều quận có thể tăng trung bình từ 5 đến 10 lần, còn tại một số nơi khu vực ngoại thành, vùng ven có thể tăng từ 15 đến 50 lần so với hiện tại. Việc giá đất tăng vài chục lần thì nghe khá sốc, tuy nhiên giá điều chỉnh này cũng mới chỉ bằng 70% mặt bằng thị trường. Và theo các chuyên gia thì dư luận cần nhìn nhận dưới góc độ thực tế rằng giá đất trước đây đã quá lạc hậu, xa rời giá thị trường, nên đợt điều chỉnh này đã thu hẹp khoảng cách giữa giá đất nhà nước và giá thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc điều chỉnh bảng giá đất mới sẽ tác động đến nhiều đối tượng, nên thành phố cần bàn thảo, xem xét kỹ và sẽ cố gắng ban hành bảng giá đất trong tháng 8 năm nay. Bảng giá đất dự kiến điều chỉnh tuy ảnh hưởng ngay lập tức đến một số cá nhân doanh nghiệp vì tăng tiền đóng chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng về lâu dài, việc tiệm cận với giá thị trường là hoàn toàn phù hợp thông lệ quốc tế và tạo sự minh bạch thị trường. Cái bảng giá đất này thì nó gần như là tiệm cận, nó chỉ thấp hơn so với giá thị trường khoảng tầm 23%. Thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái câu chuyện giải tỏa mặt bằng, giải phóng những cái khó khăn nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ hai đó là cái việc mà động lực để khai hai giá trước đây để giảm chi phí chuyển nhượng thì bây giờ nó sẽ không còn nữa. Một cái điểm thứ ba là giúp cho những cái đơn vị mà phát triển dự án thì nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một số những vấn đề, những cái cá nhân và những tổ chức hiện tại bây giờ họ đang chuyển mục đích sử dụng đất thì cái chi phí chuyển đổi nó sẽ cao hơn. Và thứ hai đó là chi phí thực hiện một cái giao dịch mua bán nhà đất nó sẽ cao lên bởi vì cái bảng giá đất hiện tại bây giờ thì nó làm tăng cái chi phí chuyển nhượng. Tiền sử dụng đất của các dự án bất động sản là nộp theo cái phương pháp thẳng dư, không liên quan tới giá đất này. Giá đất này chỉ là mang tính tham khảo thôi. Doanh nghiệp là còn được định mức thêm là cái lợi nhuận định mức là khoảng 15%. Còn được chơi các cái phần đó. Là cái giá bất động sản của các dự án bất động sản nó sẽ không chênh lệch so mấy so với giá đất của các đất lẻ dân cư xung quanh. Thì như vậy các dự án bất động sản sẽ được người mua quan tâm nhiều hơn. Cái bảng giá đất mới này là một cái tiếp một bước tiếp theo của cái luật quốc hội để hoàn chỉnh cái thị trường kinh tế trường bất động sản và đều lợi ích hết cho nhà nước, cho doanh nghiệp và cho người dân. Nhiều người lo lắng việc điều chỉnh giá đất liệu có làm tăng giá thị trường. Giá thị trường là giá nhà nước để công nhận để từ đó tính những cái vấn đề về thuế chứ không phải là mỗi lần chúng ta cộng thuế vô là giá thị trường này cộng lên. Chuyện đó là chúng ta đã hiểu lầm. Vấn đề quan trọng là hãy coi phương pháp tính của Sở Tài nguyên nó có phù hợp với các phương pháp thông lệ của thị trường về giá đất. Và thứ hai, những cái giá đất tính đó nó có hợp lý với cái giá thị trường hay không? Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bảng giá đất lần này chỉ là bảng giá điều chỉnh chứ chưa xây dựng bảng giá mới theo Luật Đất đai năm 2024. Bảng giá mới sẽ được xây dựng và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Bảng giá đất mới sẽ phản ánh đúng và đủ giá giao dịch trên thị trường. Dù vậy, bảng giá đất mới lại tác động đến nhiều đối tượng nên thành phố cần bàn thảo và xem xét kỹ. Thì để tránh những cái yếu tố tiêu cực trên thị trường nó có thể phát sinh thì tôi nghĩ rằng là cũng nên có lộ trình để người dân kịp thích ứng với cái bảng giá đất mới hoặc phải có những cái cơ chế hỗ trợ để cho những cái người dân có nhu cầu muốn chuyển mục đích sử dụng hoặc là những cái để tránh cái việc mà phát sinh quá nhiều chi phí trong một thời gian ngắn như vậy thì sẽ tạo nên một cái sự xáo trộn trên thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ cố gắng ban hành bảng giá đất trong tháng 8 năm nay. Trong thời gian này, thành phố cũng sẽ nghiên cứu việc xử lý chuyển tiếp khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến khi bảng giá đất mới được ban hành để thực hiện thống nhất trên toàn thành phố.